Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay cái cây lương sam của em nó chỗ bông quá khứ rồi cô chú anh chị ạ. Em quay cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo ha. Chẳng hạn như cô chú anh chị mà có thích những cái loại này á thì nên siêu tầm cho mình một cây ha. Đó, để quay cho cô chú anh chị xem ha. Quá trời bông luôn. Đây là lương sam siêu hoa nha anh chị. Cái bông thấy ghê không? Thấy mê không? À, để em quay máy là em quay cho cô chú anh chị xem ha. Quá khứ bông luôn cô chú anh chị ơi, nhìn thấy mê ha. Bông màu tím rất là đẹp ha. Ở trong màn hình nhìn thấy vậy chứ ở ngoài nhìn phê lắm cô chú anh chị. Nó rất là bự ha, mà bông nó chỗ hết biết luôn rồi. Chú anh chị xem cho em ha. Thì những cô chú anh chị nào mà có theo dõi cái kênh của em á thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký ha, để nhận được những cái video mới nhất của em á, chia sẻ của chú anh chị và các bạn về những loại cây cảnh mà em đã chơi qua. Thì em chia sẻ lại cho những cô chú anh chị nào mà mới tập chơi cây cảnh đó, những cách thức chăm sóc và trồng, đi phân thuốc hay là làm bông gì cho nó cô chú anh chị hết biết bông luôn rồi. Nhìn cái góc nè, phê lắm luôn chứ anh chị. Tay cầm nó thì nó đều hết ha. Cây này là em trồng đây cũng khoảng mấy năm rồi đó. Nhưng mà em trồng trong chậu thì nó rất là lâu lớn hơn ở ngoài ha cô chú anh chị. Đây nhìn cái góc nè. Chứ trồng ở ngoài đất thì nó rất là mau lớn. Còn khi mà trồng trong chậu thì nó là chậm lớn nha cô chú anh chị. Nhưng mà thời gian thì nó cũng lớn thôi, mà nó chậm thôi. Giáp cây nha cô chú anh chị. Quá khứ luôn, nhìn chịu không nổi luôn nha, rất là đẹp. Đó, chú anh chị xem mình ha, về tổng thể cho cô chú anh chị xem á, tham khảo. Thì nói chung khi mà chúng ta thích chơi cây kiểng thì không phải chúng ta chơi một loại cây ha, thì chúng ta nên siêu tầm mỗi cái thứ. Là ví dụ như chúng ta thích cái loại nào thì chúng ta chơi cái loại đó. Chị em thấy cái dòng lên sam siêu hoa này thì bông nó rất là ok cô chú anh chị. Bông hết biết bông không? Nó xiên hoa mà nó chỗ cũng rất là lâu tàn ha. Không gà em đi làm, em không có nhà, không gà nhà là chỗ cũng chắc cái này chỗ cũng 2 ngày à. Không gà em về em quay cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo ha. Chủ yếu là xem cho vui thôi. Quá phê cô chú anh chị ơi. Dòng linh sam này thì cô chú anh chị nào mà đã từng chơi qua thì biết ha. Còn những cô chú anh chị nào mà mới chơi chưa có gành thì cô chú anh chị biết là thằng này nó dễ sống. Cắt nhánh ghim cũng sống ha cô chú anh chị. Chúng ta có thể là chiết nhánh. Rồi khi mà hạt nó ra thì chúng ta cũng có thể ươm từ hạt. Cũng rất là dễ trồng. Thì múa gì cũng được chứ em ơi. Còn cái cây này là cái cây này em cũng đã chia sẻ lên cho cô chú anh chị xem đó ha. Mà bữa nay nó hoa nó cũng muốn tàn hết rồi, nó còn một số búp ít rồi. Còn cái cây này hôm nay nó chỗ rồi, rất là phê cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị biết nó hơi chá nắng nè, chưa rập rồi mà ở trong mát thì bông hết biết bông luôn rồi. Nó hơi dợt thôi chứ để trong mát thì cái màu nó tím đậm luôn cô chú anh chị. Rồi hôm nay em đi làm về không có là, không biết làm gì, giờ em ra em quay cái cây linh sam em cho cô chú anh chị xem ha. Thì cô chú anh chị nào mà có vào kênh em thì nhớ cho em một lượt đăng ký ha, và một lượt chia sẻ để nhận được cái video mới nhất của em ha. Thì em ở đây em làm cây đủ thứ cho cô chú anh chị, làm cây gì thì quay cô đó cây đó cho cô chú anh chị xem ha. Nhưng mà đặc biệt là mai vàng, mai vàng thì rất là nhiều ha. Còn những cái dòng khác thì ít, mỗi cái thứ cây hai cây này cô chú anh chị. Quay một vòng nữa cho cô chú anh chị xem ha.
Rồi cuối clip em xin chào tất cả cô chú chị và các bạn ha. Hẹn gặp lại trong video mới nhất của em.